thì các bạn thấy không, cái sợi nhựa mà dùng để vệ sinh đồ khung này nó lôi ra quá trời cái gặn mấy cái mùi than ở bên trong luôn đó. Nhìn cái sợi thì cái sợi mà lúc đầu mà bỏ vô cặn. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới rất là thú vị dành cho những người yêu thích công nghệ in 3D và những người đang sử dụng máy in 3D. Thì nếu như mà bạn đang sử dụng máy in 3D thì chắc chắn bạn sẽ phải từng nhiều lần chứ không phải một lần nữa trải qua cái việc mà bị ngạt đầu phun. Cái chuyện đó là không thể nào tránh khỏi. Thì do khi mà mình sử dụng nhựa, sau một thời gian thì cái cặn nhựa rồi những cái mùi than do nhựa nó nóng và nó nhiều khi nó cháy ở bên trong, nó tích lại trong cái thành cái lòng ở trong của cái nozzle, cái đầu phun hoặc cái ống dẫn kim loại, thì lâu dần nó sẽ làm cho cái đầu phun của mình bị ngạt, và hoặc là nó sẽ ngạt từ từ, có nghĩa là cái sợi nhựa ra nó ngày càng khó và nó ngày càng nhỏ dần, ra cũng không đều nữa. Thì công ty mình mới sản xuất ra cái sợi sợi này à, cái sợi này á, là được sản xuất từ những cái bột của cái chất tẩy của những cái máy đùn nhựa công nghiệp và những cái extruder nhựa công nghiệp đó. Thì họ sử dụng cái chất đó để vệ sinh bên trong của cái nòng đùn. Thì cái chất này thì do được sử dụng rất là phổ biến cho nên nó cũng không có gì gọi là độc hại nha các bạn. Thì công ty mình sử dụng cái chất đó và ép đùn thành sợi như thế này đó. Và bên mình sử dụng cái sợi này để vệ sinh cái lòng bên trong của đầu phun. Nó rất là tiện, rất là nhanh và rất là hiệu quả. Thì cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp phần sau của clip khi mình sẽ thực hiện trên máy để cho các bạn xem là sợi nhựa này nó sẽ cuốn những cái cặn, những cái mũi than nó gây ngạt đầu phun ra một cách dễ dàng và thuận tiện như thế nào. Các bạn xem tiếp nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lót nhựa vệ sinh đầu phun vô. Cái máy này là cái máy rất là cũ của công ty mình, nó đã như là 6-7 năm tuổi vậy đó. Đầu phun là cực kỳ dơ luôn. Mà bây giờ vẫn xài bình thường, ngày nào cũng dùng để in ABS. Mình đang cuốn nhựa xuống từ từ. Thì cái nhựa này, cái nhựa vệ sinh đầu phun này là dùng để cuốn những cái cặn mùi than bám ở bên trong lòng của cái đầu phun. Lâu ngày nó tích tụ trong đó, nó sẽ làm cho cái đầu phun mình bị ngạt. Ở ngoài có thể thấy là nó đen, nó bám ở trên cái sợi nhựa đó, nó đang chảy ra đó. Một chút xíu nữa thì xong rồi mình sẽ quay cận cảnh cái sợi nhựa thì các bạn sẽ thấy rõ rồi. Rất là nhiều cái bụi mùi than ở bên trong hả các bạn. Ở công ty mình thì thường là một tuần là sẽ vệ sinh đầu phun như thế này là một lần, thì in nó rất ok, hầu như là không bao giờ bị tình trạng mà ngạt. Dĩ nhiên các bạn cũng phải xài cái nhựa mà nó tốt một chút, chứ nhựa không đảm bảo chất lượng thì nó hay lẫn cát sỏi, mà ở trong đó mấy cái cát sỏi thì không thể nào mà vệ sinh được bằng cách này nha các bạn. Nó đã ngạt rồi là chỉ có nước thay luôn cái đầu đồng. Cái này là chỉ dùng để vệ sinh khi mà nó sắp bị ngạt bởi mùi than và cái cặn nhựa thôi nha. Bây giờ cái sợi nhựa ra nó đã trắng tinh, nó không còn cặn nữa. Thì tùy theo cái mức độ dơ của cái đầu phun.
phun mà mình cho nó chạy nhiều quá ít, thì sau khi chạy một đoạn thì mình dừng lại, mình để cái nhựa đó ở trong cho nó tan ở trong, thì sau khi nó tan ra nó sẽ cuốn hết những cái phần còn lại nếu mà có ra ngoài. Thì cái sợi nhựa này là được pha trộn bởi cái chất dùng để tẩy rửa cái nòng đầu đùng chuyên nghiệp của những cái hãng mà chuyên sản xuất đùng nhựa nha các bạn. Thì mình pha cái hạt đó với lại cái nhựa nền để làm ra cái loại này. Thì ở trên thế giới hiện nay thì đã có khoảng 2-3 nhà sản xuất cái loại này, nhưng mà cái giá thì cực kỳ mắc. Mà ở ở Việt Nam mình làm thì đương nhiên cái giá nó sẽ mềm hơn. Rồi, dừng lại được khoảng 5 phút thì mình sẽ cho nó chạy tiếp. Quá trời cái cặn nó bám vô cái đầu phun luôn rồi. Nó bám vô cái sợi luôn thì đó. Thì chút xíu mình sẽ chụp riêng những cái này cho các bạn xem. Nếu như mà mình không không vệ sinh như thế này, in thêm một vài ngày nữa là chắc chắn nó sẽ xảy ra tình trạng là nó nghẹt đầu phun, hoặc là nhựa nó sẽ ra không đủ, không đều nữa. Nếu mà mình làm đều đặn như thế này thì mình không có lo gì là bị nghẹt đầu phun hết. Thì hồi trước thì bên công ty mình là sử dụng cái phương pháp hot and cold đó, là dùng cái sợi nhựa ni lông để mà vệ sinh đó. Thì cũng được, nhưng mà cái cách đó thì nó khó thực hiện và nó tốn nhiều công sức. Còn bây giờ có cái sợi này rồi thì chỉ cần bỏ vô chạy chừng 15 phút là coi như sạch sẽ. Máy có thể sử dụng là được liền. Rồi mình thấy có vẻ là ổn rồi đó. Sau đây mình sẽ cận cảnh cái sợi nhựa cho các bạn xem. Đây là cái đoạn đầu nó sẽ lôi ra, gặn đen 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 qua. Từ từ nó cái sợi nó sẽ sạch sạch dần. Thì tới đoạn sau là nó đoạn này là nó gần hết rồi. Đây đây là cái đoạn đầu nha. Dơ cực kỳ luôn. Thì nhựa nào nó cũng sẽ, tại vì cái này là dùng nhiệt để làm nóng thì kiểu gì nó cũng sẽ có cái phần cháy tích tụ lại ở bên trong, qua một thời gian nó sẽ nhiều dần lên và nó sẽ làm cái đầu phun mình bị nghẹt luôn. Nhất là sử dụng những cái nhựa mà nó nhựa tái chế rồi là nó rất là nhiều cặn. Thì kể từ ngày mà bên mình làm ra cái nhựa này thì xài máy rất là sướng,
cần phải lo cái chuyện mà đang in rồi nó nghẹt, in mấy ngày trời mà sắp hết, sắp xong cái nó nghẹt lại coi như xong luôn. Qua tới đoạn cuối là nó sẽ hết dần cái chỗ này, cái đoạn cuối cùng trắng tinh luôn. Thì mình để mình cho lại các bạn xem lại ha. Thì cái này á, là không phải là do cái nhựa trước đó là màu đen mà nó sẽ tạo nên một cái màu lẫn cận như vậy đâu đó. Mà là những cái này là những cái cặn cặn nha các bạn. Rồi, hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái loại nhựa khá là đặc biệt như vậy thôi. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ trên Facebook hoặc là gọi điện thoại tới công ty mình nha. Cảm ơn các bạn.